Mùa bán xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn các mẫu xe hạng sang Hiện đang có mặt tại cửa hàng Auto 31 Anh chị và các bạn đang có nhu cầu thì có thể qua địa chỉ đơn vị là 31, 33 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội để có thể xem xe và lái thử Đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ các hạng mục cho anh chị và các bạn Xe không đâm va, không ngập nước, bao trách test mọi lời trên toàn quốc cho các bác đang có nhu cầu Mở đầu đây thì em sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một chiếc xe BMW 320i Model là 2018 Lăn bánh với quãng đường là 48.000 km Hiện đang được đơn vị giao bán Với mức giá là 930 triệu Còn thương lượng Xe đăng ký biển thành phố rồi Khi mua về các thành phố lớn Thì anh chị các bạn sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển nữa Và chỉ mất phí đồ biển Cùng với 2% lệ phí trước bạ. Kế bên cạnh đây Thì ta lại đi tới một chiếc xe Mercedes-Benz S450 đã được độ full Maybach sản xuất là 2017, mô là 2018. Xe có ngoại thất là màu trắng. Lội thất của chiếc xe thì vẫn còn rất là đẹp. Tổng quan của chiếc xe thì hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 2 tỷ 750 triệu. Còn thương lượng và có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Kế tiếp đây thì em có một chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300. Sản xuất là 2021 Xe có ngoại thất là màu trắng Xe hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 1 tỷ 899 triệu còn thương lượng Thông tin chi tiết cụ thể về mẫu xe thì các bác có thể liên hệ theo xuyên điện thoại trên màn hình Em sẽ gửi chi tiết cụ thể để các bác có thể tham khảo và cân đối về một chiếc xe đăng ký biển thành phố này Với những đường LED của chiếc xe thì vẫn giữ được độ đẹp đơn vị bán xe ra có cam kết đầy đủ Tiếp tục đây là một chiếc Land Rover, Range Rover sản xuất là 2014 đã được lên form của năm 2021 phiên bản autobiography phiên non Weibay 5.0 làm bánh với quãng đường 6,5 vạn km ngoại thất màu đen nội thất màu da bò hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 4 tỷ 700 triệu giá trên đây thì em vẫn còn thương lượng và hỗ trợ giá khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình anh chị và các bạn đang có nhu cầu về mẫu xe thì có thể liên hệ hoặc là qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và lái thử. Đi sâu bên trong đây thì em lại sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một chiếc xe Mercedes-Benz GLC. Với chiếc xe GLC bên trong đây là một chiếc xe sản xuất là 2022, ngoại thất là màu đỏ. Hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 1 tỷ 789 triệu còn thương lượng. Xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục như là mua xe trả góp lên tới 70% giá trị xe. Nên anh chị và các bạn đang yêu thích mẫu xe này thì có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi thông tin cụ thể để anh chị và các bạn có thể tham khảo và cân đối tài chính của mình. Đơn vị thì còn rất nhiều các mẫu GLC khác nữa. Nên các bác có nhu cầu về mẫu xe nào thì hãy liên hệ, em sẽ gửi chi tiết hình ảnh cũng như thông tin cụ thể. sâu bên trong đây thì em lại có một chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 sản xuất là 2022. Xe hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 689 triệu. Xe có ngoại thất là màu trắng. Với trang bị tính năng trên chiếc xe thì nó trang bị rất nhiều. Nhưng với phiên bản GLC 200 thì nó sẽ kém bản GLC 200 Formatic ở điểm là loa boom. Cũng như một số cái tiện ích khác nữa. Thông tin cụ thể thì các bác cần tham khảo thì có thể liên hệ em. Em sẽ gửi cho anh chị bạn để xem chi tiết. Kế bên cạnh đây thì em lại có một chiếc xe Lexus RX 350 để giới thiệu cho anh chị các bạn. Đây là phiên bản 7 chỗ ngồi. Xe có ngoại thất là màu đen. Nội thất ghế da màu à, màu da bò. Và chiếc xe này là sản xuất là 2019, bản nhập Nhật với trang bị full đầy đủ các tính năng công nghệ option. Giá hiện đang giao bán với mức giá là 3 tỷ 359 triệu còn thương lượng. Xuống bên dưới đây thì em lại có giới thiệu cho anh chị các bạn ngay lúc này Đó là một chiếc xe uh, Lexus Rick 350 phiên bản N Xe sản xuất là 2021 Với mức giá hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn Với mức giá là 3 tỷ 469 triệu Xe có ngoại thất là màu đen Nội thất ghế da da bò Và ngoài ra thì đơn vị vẫn còn một chiếc xe Lexus Rick 350 Phiên bản nằm chỗ ngồi 2020 hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 3 tỷ 450 triệu đấy là phiên bản 5 chỗ cũng là màu đen anh chị nhé và sang bên cạnh đây thì em lại có một chiếc xe Lexus RX 350 sản xuất là chiếc xe này sản xuất là 2018 xe có ngoại thất là màu đen à màu trắng nội thất ghế da màu da bò hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 3 tỷ 199 triệu còn thương lượng và ngoài ra thì đơn vị còn một chiếc xe sản xuất là 2019 nữa Xe có ngoại thất cũng đều là ngoại thất là màu trắng Hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 3 tỷ 450 triệu còn thương lượng Anh chị và các bạn đang yêu thích mẫu xe nào thì có thể liên hệ em nhé Em sẽ gửi bảng kê chi tiết cũng như là thông tin hình ảnh Để các bác có thể tham khảo về mẫu xe anh chị và các bạn đang quan tâm Tiến xuống bên dưới đây thì em lại có một chiếc xe Lexus Trix 200T Sản xuất là 2017 Đã được lên form dáng của năm 350 và hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 2 tỷ 059 triệu. Còn thương lượng và có hỗ trợ đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển cho anh chị các bạn đang có nhu cầu cũng như là mua xe trả góp. Và tiến tới một mẫu xe cuối cùng tại cửa hàng thì em sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn ngay lúc này với một chiếc xe của thương hiệu Merc. Để anh chị bạn có thể thấy qua ngay bên cạnh chiếc rx 200T đây là một chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 Fortmatic sản xuất là 2022. Xe hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 2 tỷ 199 triệu cho chiếc xe có ngoại thất màu xanh size Cực kỳ đẹp này. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị và các bạn sơ qua về các mẫu xe hiện đang có mặt tại cửa hàng Auto 31. Địa chỉ đơn vị là 31 3133 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Thông tin chi tiết cụ thể về các mẫu xe anh chị các bạn đang cần tìm. Hãy liên hệ hoặc truy cập ngay tại web autosehoi.com. Tại đó thì em sẽ hỗ trợ anh chị và bạn tìm xe và đăng bán những chiếc xe mà anh chị và các bạn đang có nhu cầu, không có nhu cầu sử dụng với giá tốt nhất. Và thông tin giá bán đơn được cập nhật thường xuyên để anh chị bạn có thể tham khảo và cân đối. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và bạn ở những video tiếp theo của anh mùa xe cũ.